quán hơi nhỏ. Miền Tây tủ quán. Từ từ mới. Mới mở đây mà. Năm rồi mẹ à, không là mới nữa. Ba chưa vào và không biết. Có năm rồi. Từ ngày bắt đầu tao nghỉ nào mới có lời ăn. Tao nghỉ được một năm rồi. Các loại bún là 8.000 là 160.000 một tô nha cả nhà. Bún bò Huế, phở bò. Kế bên là món nhậu. Ớt xào xả ớt 20.000 một đĩa. 20.000 là 40.000 Việt 400.000 Việt Nam. Có gỏi đu đủ nè. Chân gà lắc xoài 10.000. Đây là bún riêu nha cả nhà. Chọn lên. Chân gà đợi lâu không? Chọn lên đi. Chân gà có liền không? Bún riêu nhìn hấp dẫn nha. Có quyết này, mấy chỗ khác đâu có quyết đâu. Cái này đủ gia vị nè. Cho cái gì vào nữa vậy? Cho mắm tôm vậy? Không. Mắm tôm thôi. Mẹ tổ giờ này mắm tôm mà đau bụng đẻ mới đau bụng ăn mắm tôm thì chết bà đéo biết được nè. Đúng không? Không ăn. Bắt chuối này. Chuối cho bà vậy. Quế bỏ vô chưa? Có chiên đi tí xin thêm rau. Quế là cái gì? Cái lá quế này. Thôi, mình ăn trước. Ơ, hôm nay không có giò à? Giò này. Chả rau á. Không có lấy giò chị nè. Lấy giò đâu ra. Có mà không có. Ý là cháo lụa hả? Ôi, người ta bỏ nhiêu đó rồi hỏi gì. Ủa ăn đi, bỏ tương ớt chưa hả? Cho mày bữa tao tương ớt đi nha. Đồ cho tương ớt. Chợ mẹ ta. Đồ luôn. Đồ. Ngoài nhà ăn tương ớt chứ không ăn tôm. Mời cả nhà ăn nha, em ăn trước. Dùng cho nó đi. Tao không biết mày, tao gặp mày hôm qua. Sẵn tay nặng chị miếng chanh luôn. Ôi tao cho chanh nha mày, em có bắt đấy. Mà cả nhà ăn cái mắm nha. Cho hôm qua chị đi rủ tao lấy cái này, mình lấy tao nhưng mà tao không lấy. Nó là quế này. Ý là chị lấy nhưng mà tao có nấu gì đâu mà lấy. Tao không nhớ đâu, hôm mai tao gặp mày. Cái thì ăn chẳng cơm luôn. Trộn lên bỏ vô nữa. Ở cái này phải bỏ bắp chuối vô mới ngon đúng không? Cái này là ăn độn rau. Cái này không trùng cũng rúng nha. Mày rúng đấy nhỉ? Nhúng giống như luộc chứ gì. Mà rúng thì nó ngay nha. Đổ vô cho nó chín. Mời cả nhà nha. Tôi uống nhiều toàn là ô bô bún mắm toàn là rau. Cái này quan trai sao nè. Mời cả nhà nhé. Thơm phức. Chưa ăn lấy mấy lần. Chưa ăn bún mắm. Ăn như 3 lần quá. Bỏ vào ăn vì sầm bông.
Hương nói nào thèm chăm bông. Chăm bông hả? Được không cháu? Mùi mắm. Mắm á? Mắm, mắm. Ăn nữa anh. Tao có ốc quá. Ốc à? Đậm hơn. Ừ. Đây là nhạt hơn, kia đậm hơn. Cho nhiều đường. Đúng không gì? Cho thêm tí ớt nữa. Nóng cay rồi, cho em đi. Lấy cái ớt thôi, đừng có múc cái nước. Rồi em cho chị ớt thì vỡ nhiều thế. Tại em múc nguyên một muỗng nước này. Cho chị mắm tôm bằng á. Cái hột dứa thì như thế nào? Hột dứa ăn như thế nào? Hột dứa thì bún, giá, thịt, lòng. Cho ngon hơn. Đây là trái, trái lụa hả? Nó giống Phương nãy cái gì? Phương ăn cơm. Thơm. Cho ăn cho lỡ hết. Thì đâu sao đâu. Của Phương bị gì á? Cũng cho thử rồi. Hai cái củ. Cái này cho đồ rẫm này nó không được mùi á. Đúng rồi. Đúng nó cả. Ăn bỏ qua nữa. Ăn đại không chứ. Cái này là vừa ông cắt được lạnh lạnh như này. Cái này là cái lỏng rồi. Cái này. Khách thử chết bà. Quen tôi à? Có quen tôi không? Quen học mà. Ở lớp học chung mà. Học chung à? Đúng rồi. Phải đi học không? Em nghĩ vậy. Nó đi học chung nó bao nhiêu? Không có em nghĩ tại là biết đi học. Đi học không? Chị bầu ấy không? Tô được hai con tôm. Sắp sinh rồi, mấy ngày nữa sinh rồi. Có đi làm không con làm? Đúng rồi. Bé đây ngồi bên cạnh, bên đầu bên kia. Giờ mới nhớ rồi. Giờ mới nhớ. Không, không nhớ nào. Về vô tâm nghèo. Được đi làm. Không biết nào. Tâm đi học. Em kiếm một tiền nè. Kiếm được chuyện nữa ai làm. Nhà đâu? Nhà tông. Nhà tông cháu gần không có sữa. Ủa? Ăn hết chung chung còn nhớ nữa hả? Bà chủ gì xinh thế? Gì bà chủ sexy thế à? Không đi ở nhà buồn ấy, không đi học. Ở terminal làm chung với mày. Từ 8 rưỡi. Ủa 9 rưỡi, 9 rưỡi 10 giờ. 9 giờ hả? Ừ. 9 rưỡi tới 8 rưỡi. Chồng có đi làm không? Thời gian nhiều. Có ở nhà buồn này. Bé hả? Con nhỏ 20 tháng. À, bây giờ mình nhớ con bé đó, con nhỏ là con bé này. Đúng rồi. Nhưng mà con đi nhà trẻ chưa? Nhà trẻ chị bé nhỏ. Con đi nhà trẻ được thì sao đi làm được? Có mẹ chồng không? Từ làm từ sinh từ 10 giờ tới 3 giờ không được, làm ai với bà ấy. Dạ, em kiếm từ 8 giờ đến 5 giờ chiều, 6 giờ chiều cũng được chị. Đây coi gọi từ tới 8 giờ lắm. Vừa nó cũng sớm ấy nhỉ. Trước 8 giờ. Sáng 7 giờ gửi đưa đi, sáng 8 giờ tới 8 giờ mới về. Dễ gì hả? Hôm nay gửi thế là được coi nhỉ. Nế tông có chị. Nế tông. Nế tông. Gần không có sữa à? Cô nhà chị Trang. Chị có làm ở Dubai nó thời gian ít hơn công ty với lại nhà hàng. Bán ăn cũng giỏi không Tâm? 8 giờ đến 5 giờ thấy chị rồi. Công ty tao chỉ cho mày là 8 giờ về sớm làm ấy. Hai đứa lẫn nhau đi nè. Ở đi thăm Việt Nam không? Em tự đi được. Ở riêng mà. Em ở riêng nhà cách xa mà bán dòng chị.
Ở Dương như đang nói là 8 giờ kém nó phải làm rồi, nó ở Nế Tông phải đi từ 7 giờ hơn. Như vậy Trang ngày xưa làm cùng ấy, chị làm cùng với chị Diễu ở Nế Tông đi 7 giờ hơn. Bắt xe buýt hay là kia? Ớt không cay à? Ừ. Đổ cả lọ vào này. Nó có xe đưa, nó đi bộ. Con em được 18 năm rồi. Nhà em còn trẻ mà. Bé bé nhỉ. Chưa đi học mà giờ. Mình cứ nhờ họ nhưng mà không nhớ ra đó là mình nhớ không biết không biết. Chờ con đi. Mà đó là khai mặc váy đúng không? Đi học luôn. Đấy mình cứ một con. Bây giờ mình nói nó nhớ. Giờ em không mặc váy nó nhận không ra. Em mặc váy em ra kia em nằm váy được. Không, bộ, hay đi học thì hay mặc váy không cho con không? Để hai với con quá ngoan lắm, không khóc. Giờ bán lớn con ốc nữa nè. Vậy đó. Không, mà sợ nó hay ốm thì mình phải nghỉ chăm con này. Nó không khỏi ăn sao à. Mẹ em sao không? Mẹ em sang 4 năm là chị, mẹ đi với em. Cô chị đã thế này à? Có mất 100 à? Không, chị ba em đẻ chứ đâu đấy chị. Ừ. Rồi bác vả. Trước rồi con gái chị. Ừ. Dĩa ơi, trời ơi, một lần phải một cực lần thôi. Mất vả. Cực lần thôi. Thôi lòng, dạ, lòng có chưa thôi. Đẻ không? Em á. Hỏi lòng có chưa? Dạ, để em tôi ăn xong chứ cô lòng. Mua đồ mang về à? Không chờ đi à? Ông không đi nào đâu. Ông á, ông biến thương mai đi, mai nó dậu lại. Bao nhiêu tuổi? Em nhỏ lắm tuổi mà. Em sang lâu chưa? Em được 3 năm rồi. Có chị gì anh? Tuổi nhất người nước ngoài với hàng. Còn trong lớp 22 tuổi mà sang 19 tuổi à? Ừ. Chồng sớm. Chồng sớm. Quê là chị ở Kiên Giang. Kiên Giang cái bên Cà Mau này. Miền Tây muốn chồng sớm chị. Đây đi. Chị quê đâu? Đúng Cà Mau. Chị Cà Mau, chị Vĩnh Long. Còn lòng, còn lòng không em? Còn lòng chưa? Con chịu thế con gái con nhưng mà gửi sớm nó nhanh hơn, nhanh hơn. Rồi nó biến mất nói nhanh hơn. Nó sõi hơn. Chứ mình ở nhà mình không biết tiếng lại nó, chẹp cho nó. Không đi nhà trẻ nó không khổ thật nhưng mà nhiều cái tôi biết hơn. Bảy đứa ngoan lắm. Mấy con? Dạ được 2 kg. Con chị 4 tuổi mà đâu cũng 14 kg. Đủ tuổi luôn chưa hay là chị quen? Bé đủ tuổi luôn chưa hay là chị quen 4 tuổi? Đủ tuổi luôn ha. Ừ đủ tuổi luôn cơ. 4 tuổi. Chịu chị Quang là 5 tuổi hay là 4 tuổi, 1 tuổi chị Quang á. Bây giờ đẻ ra nó tính tuổi rồi. Đẻ là 1 tuổi rồi đấy chị. Ừ. Thì tính tất cả là 4 nếu tính Việt Nam thì 3 tuổi thôi. Bây giờ con em 4 tuổi là 3 tuổi rồi đấy nhưng mà không chịu quen là 1 tháng này chị. Mới đẻ là 4 tuổi. À. 4 tháng 1 rồi. 4 tháng 1 là chiều tuổi thôi. Đợt chị xem, đợt chị em đi học em con em có mấy tháng không? Ừ. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không có chuyện bào nhanh. Ở nhà buồn quay là sao nên đông mà nếu 7 không nó phải quan được 7 là 10 ấy. Ừ thay đổi sinh nhật đấy đi đến công ty chị làm đỡ sớm được không thế thì làm chung như thế đi chị xuống con này là chưa dân gì cứ đi ăn cùng đi cứ dân gì nữa mà dẫn nhau đi cũng là cũng đi lấy nhé khỏe à chưa sinh việc mà ngủ đi làm chung ăn tông ăn tâm từ 8 giờ đến 5 giờ 6 giờ đấy cũng còn như em nói em đi chung với chị làm công ty đấy làm 8 giờ kém 10 hay nhiều đó cũng chưa đi nói có thể xin số điện thoại mai đi xin chung em sắp hỏi chị cái gì mai xin chung chị cũng bộ thật đấy nhưng mà ý là sáng qua sớm giải quyết xong chị cũng vậy. Bác mặt trời mới làm 36, 99 503 chị Kim Mặt Châu.